liều chài chí gì. Họ thần cạnh sông Kính Hà ở tỉnh Thiểm Tây có họ thân là con sĩ nhân, nhà rất nghèo, có ngày không nổi lửa nấu cơm. Vợ chồng nhìn nhau không biết làm sao, vợ mới nói: hết cách rồi, hay là chàng đi ăn trộm đi. Thân mới đáp: là con nhà sĩ nhân đã không làm rạng rỡ tổ tông mà còn làm mất danh tiếng, làm nhục ông cha thì ăn trộm mà sống chẳng bằng trong sạch mà chết. Vợ mới uất ức nói: người muốn sống mà ghét mang nhục à? Trên đời những kẻ không cày ruộng mà sống chỉ có hai cách: người đã không thể làm ăn trộm thì ta cũng không sao làm đi. Thần tức giận cãi vã với vợ, vợ uất ức bỏ đi ngủ. Thần nghĩ mình là đàn ông mà không lo được ngày hai bữa cơm, để đến nỗi vợ muốn đi làm đi thì thà chết quách đi cho xong. Bèn lặng lẽ dậy ra thất thòng lọng trên cây ngoài sân treo cổ tự tử. Chợt thấy cha tới kinh ngạc nói: thằng con ngu ngốc này sao lại đến nỗi như thế? Rồi cắt dây dặn: ăn trộm thì cũng được, nhưng phải dình chỗ ở đám lúa dày, chuyến này thì được chứ không được làm lần nữa đâu đấy. Vợ nghe có tiếng rơi xuống đất giật mình tỉnh dậy, gọi chồng không thấy tiếng, thắp đèn ra nhìn thì thấy trên cây có sợi dây đứt. Thân thì chết ngất ở dưới, hoảng sợ tới lay gọi. Giây lát thân tỉnh lại, vợ đỡ vào nằm trên giường cũng bớt tức giận. Trời sáng, vợ thân nói thác là chồng bị bệnh, qua xin cơm nhà láng giềng về cho thân ăn. Thân ăn xong đi ra cửa, tới trưa vác một túi gạo về. Vợ mới hỏi: gạo ở đâu? Thân mới đáp: các bạn bè của cha ta đều là nhà thế gia, tới đó xin xỏ thì được, nhưng không mặt mũi nào đi cầu xin. Người xưa nói, kẻ không nổi tiếng thì làm gì cũng được. Nay ta định đi ăn trộm đây, còn tiếc gì? Nấu cơm mau lên, ta định theo lời nàng đi trộm cướp đây. Vợ nghĩ thân giận lời nói của mình hôm qua nên mới nói thế, bèn vo gạo nấu cơm. Thân ăn no rồi, vội vã tìm gỗ cứng, lấy búa đẽo thành cái gậy cầm lấy ra đi. Vợ thấy đúng là đi trộm cướp, vội kéo áo giữ lại. Thân mới nói: cô bảo ta đi trộm cướp, nếu việc bại lộ liên lụy tới nhau thì đừng có hối hận. Rồi dứt áo đi thẳng. Chập tối, thân đi tới thôn bên cạnh, bèn vòng ra cách đó một dặm nằm rình. Chợt có cơn mưa rào đổ xuống, cả người ướt đầm. Nhìn thấy phía xa có rặng cây, bèn tìm tới tránh mưa. Chợt có tia chớp lóe sáng, đã thấy gần bức tường, xa xa như lại có người đi tới. Sợ họ trông thấy, nhìn thấy dưới tường có đám lúa dày, vội lủi mau tới đó ngồi thụp xuống. Không bao lâu, có một người đàn ông tới, thân thể to lớn, cũng rẽ xuống đám lúa. Thân sợ không dám nhúc nhích, may mà người ấy đi xéo qua, nhìn theo thấy y nhảy vào trong tường. Thân nhớ lại phía trong tường là nhà Vũ ông họ Khang, ắt người này là kẻ trộm, cứ chở y ăn trộm trở ra sẽ đòi chia cho. Lại nghĩ y to lớn khỏe mạnh, nếu không lấy trộm được nhiều sẽ không chịu chia, ắt phải dùng võ. Nhưng tự lượng sức mình không đánh nổi y, chẳng bằng nhân lúc bất ngờ đánh ngã. Tính kế xong, nằm xuống chờ hồi lâu. Lúc gà gáy canh một, y mới nhảy tường ra, chân chưa chạm đất. Thần đã vùng dậy, đập một gậy vào lưng, đánh huỵch một cái, thì là một con rùa lớn, miệng to như vác chậu. Thần mới phát hoảng, vác gậy đập túi bụi, con rùa chết luôn. Trước là ông họ Khang, có một cô con gái rất xinh đẹp, cha mẹ đều yêu thương. Một đêm có người đàn ông vào trong phòng nàng cưỡng ép đòi giao hoan. Cô gái muốn la lên thì lưỡi đã cứng đơ rồi, hôn mê không biết gì nữa, mặc cho y muốn làm gì thì làm. Khi đi rồi, nàng xấu hổ không dám nói, chỉ họp đám tỳ nữ lại ngủ cùng phòng, đóng cửa thật chặt mà thôi. Đêm sau, không biết vì sao cửa phòng lại tự mở ra, vào xem thì mọi người đều mê man, đám tỳ nữ đều bị hành dâm, cùng hoảng sợ kể lại với nhau rồi báo cho ông Khang. Ông mới sai gia nhân cầm dao gậy rình sẵn, thắp đèn sáng ngồi trong phòng. Khoảng gần nửa đêm thì người khác trong ngoài đều nhất loạt thiếp đi. Chợt như tỉnh mộng thức dậy thì thấy cô gái đã trần truồng nằm trên giường ngất đi. Hồi lâu mới tỉnh lại, ông Khang hận lắm nhưng không biết làm sao. Lại được vài tháng thì cô gái cứ héo hắt gầy mòn đi. Ông Khang nói với mọi người rằng ai có thể trừ tà cho thì thưởng 300 lượng vàng. Ngày thường thân cũng đã từng nghe. Đêm ấy đánh được con rùa, sực nghĩ ra đây là tà quỷ ám cô gái, bèn gõ cửa xin thưởng. Ông Khang mừng rỡ mở tiệc mời, sai treo con rùa sân phanh thịt ra, giữ thân ở lại qua đêm. Quả nhiên tà quỷ đều tuyệt tích, bèn đem đủ 300 lượng vàng thưởng cho thân. Thân mang vàng về, vợ thấy qua đêm không về, đang lo lắng trông ngóng, thấy thân vội vàng hỏi han. Thân không đáp, bày vàng ra giường.
Vợ nhìn thấy hoảng sợ nói: Anh đi ăn cướp à? Thân đáp: Cô bắt ta làm như thế, sao lại còn hỏi? Vợ khóc nói: Hôm trước chỉ là nói đùa thôi, nay anh phạm tội chết chém, ta không thể chịu liên lụy với thằng giặc chết người, xin chết trước đây. Rồi chạy ra ngoài, Thân mới đuổi theo cười kéo lại kể thật mọi chuyện. Vợ mới mừng rỡ, từ đó đem vàng buôn bán, cũng nổi tiếng giàu có. Dị Sử Thị nói: Người ta không lo nghèo, chỉ lo mất nết mà thôi. Tính nết đã ngay thẳng thì tuy đói cũng không chết, nếu không được người thương cũng có quỷ giúp. Những người nghèo khổ trên đời, quên nghĩa để cầu lợi, quên nhục để kiếm cơm, không ai dám nhờ giữ dù một đồng, thì làm sao còn được quỷ thần giúp cho.